Cường xin chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay Cường đi bắt ong tiếp tục cả nhà ơi. Quay lại mấy ong cũ mà bắt cũng lâu lắm rồi. Thì hai cây gòn đó cả nhà. Hai ong lớn dữ lắm mà mấy đây gọi bắt thì mặt ít xịu rồi cả nhà ơi. Mặt nó hay khô quá. Thì bữa nay lên thì nói chung là thấy nó phì lại cả nhà. Nè. Nó đó ngổ ấy lại gần trước ngổ nữa. Anh em nào xem clip Cường thường là biết là cái cây gòn này là cây này với cây đó là hổm Cường bắt là ổ ong nó sắp đi rồi, nhưng mà bữa hổm Cường giá lại thì nó vẫn ở tiếp tục nha cả nhà. Nó bự ra nhìn thấy đã mắt lắm. Thì đầu video còn xin chúc cho cô dì chú bác gần xa và anh em đồng nghiệp là thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Đó, thì hôm nay đi chung với đây đây. Đó. Chào cả nhà. Anh già đen hài hước nha. Chào. Em mới chúc cả nhà rồi giờ tới anh đi chứ. Chúc cả nhà nhiều anh nãy quên rồi. Không có sao quên nè, nói đàng hoàng nữa được. Cái nhà có nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Nó mới bên chưa chúc bên kênh Chí Cường giờ chúc luôn, chúc cho cô dì chú bác có nhiều sức khỏe. Thấy không? À, vậy được rồi, người may mắn làm gì gặp nấy, là ví dụ là trúng số trúng gì là trúng vườn cam, trúng vườn bưởi đó. Đặc ai gì đặc biệt là sống lâu trăm tuổi ăn thịt con cháu nha cô dì. Để chơi cái nhà cho vui cái nhà ơi. Thì để giờ nói chung cái gọi này cực bắt hai ổ nha. Hay ổ luôn. Đó. Quá tài cây gọi này luôn, anh tiếng làm dữ. Gió. Cây này thì cần đi về đinh rồi chứ cần ôm tay lên ôm cũng nổi mà ngán quá cả nhà. Ôm lên mất sức quá, thằng về nhức sống chịu không nổi. Đi về đinh lên luôn rồi. Mùa này gió quá, làm cột cho nó chắc chắc mới được thôi, lên cháy hết. Phải không? Cháy. Rồi cần leo lên nha cả nhà. Thì kênh này là kênh anh Hiếu Chuột cái gì? Vlog, Hiếu Chuột Vlog. Hiếu Chuột Vlog nghe thấy cả nhà bấm vô Hiếu Chuột Vlog rồi cũng ra luôn á. Ra hết à, Hiếu Chuột ra rồi. Ừ. Leo lên nha cả nhà ơi. Rồi. Thì mồi gọi lên cả nhà. Thì bây giờ thì nói chung ra thời điểm hiện tại thì bắt ong nó không có ổ mới cả nhà, cho nên Cường quay mấy ổ cũ lại cả nhà xem cũng thông cảm nha. Thì cái ổ mới này nói chung là cũng đặc biệt lắm nha cả nhà. Tại vì đặt gọi là cả nhà để ý coi video Cường cả nhà sẽ biết cây này liền. Đặt gọi nó bị hư ổ, Cường nó chạy kèo lum hết trơn, Cường sửa dĩ này kia lại á. Cho nên nó giá này kia lại đó bởi anh em hay nói chọc Cường là kiểu như vậy. Tại vì lo thất nghiệp đi làm nghề giá bánh xe được. Đó thì còn giá ổ hôm nay nó vẫn hiện tại nó vẫn còn ở nha cả nhà. Vẫn còn ở ngon lành. Đó. Hồi leo hai cây liên tục nó mới phê. Ổ này này nó phì ngon quá. Trời nay nắng trong xanh luôn. Cái ổ trước nó cũng phì lắm đó nha. Đó. Chưa hết nó chụp Cường rồi nè cả nhà. Quay anh này diện vô cái nhà xem cái nha. Chưa nè. Leo cây này cũng hơi đuối nha cả nhà. Cây nó cao. Thấy tô ong chưa? Nó hùng quá cái nhà ấy.
khói lên cái mới được. Đó. Cái khói vô nó mới được. Quýnh quá. Trời đang nắng đèn ong hung. Quýnh. Khói cỡ này mà nó còn quýnh trời. Trời ơi. Chưa hết vui, thấy mặt chấm voi thấy phê rồi đó. Khói quá, khói luôn mà nó quýnh quýnh nha cả nhà. Ngon lành luôn rồi cả nhà ơi. Không ngào luôn. Hết biết nó đã luôn. Trời ơi trời, mặt đợt này giàu luôn rồi cả nhà ơi. Mấy đợt đầu hốt đâu có mặt gì đâu. Mấy đợt đầu con hốt mặt thấy gầu lắm. Trời ơi, thứ gì của cái nhà ơi. Quay vô nhà xem nè, nhìn thấy là tê liền. Cả nhà, cả nhà coi nè, đợt đầu còn cắt, cả nhà xem clip, anh em xem clip còn thường là biết liền, coi nó chám voi rồi nè. Cục này không không bao giờ gớt giá 2 lít nha cả nhà. Qua tới đây nè. Hôm nó bị cuồn khoét lỗ cho nó cái nhà, cái giờ cuồn giá lại á, nó lành lại nó kéo ra vậy đó nghe cả nhà. Đó. Đã ghê chưa? Thứ gì chịu nổi không? Bên kia còn ổ nghe cả nhà. Bên kia ổ cũng lòng nữa kìa. Qua hôm cuồn cũng giá lại luôn á. Anh em nào xem clip cuồn thường thì nhớ liền à. Hai cái gòn này nhớ liền. Cuồn quay tại lần này lần thứ 3 rồi. Đó. Sướng ghê chưa? Trời ơi, thứ gì của không? Hồi nãy cường cắt nghe nhạc gió quá. Bên đây mặt hay yếu hơn bên kia. Bên đây mặt mà nó rất nhiều nữa là ổ này cắt cầu có 3 lít đó. Mặt hay yếu hơn. Mặt này nó cũng hơi kiểu mà nó chám vui mà nó chám hơi chai chai á cái nè. Hết sức đã luôn, có clip quay cho cả nhà xem là mừng rồi. Kèo lớn cái nhà chắc không hết tay. Trời ơi,
đã. Cái gì kêu nổi không? Không biết quay vậy cái nhà thấy được gì không nữa. Mặt này nó hơi chai nhưng mà vẫn còn ngon lắm nha. 2 lít phải kia. Cho vô bịch nó. Sướng hết cả người luôn rồi. Chưa nắng mà leo có mặt là thấy mừng dữ lắm á. Gió mà bỏ bịch chứ không được luôn rồi. Để con cạo cái kèo này lại nghe nha. Ơi mặt ở đâu còn dữ vậy? Kéo lại cho nó có kéo lên được nữa, nó kéo nha. Rồi xuống cái nhà ơi. 2 lít mực. Còn lên trước còn bắt cái mẫu lên ở trước nữa. Và 2 ổ lận. Trời nắng nắng miền ông hùng thiệt chứ. Đợt rồi giá là vậy, cái tính là nó đi không ai nhờ nó làm mặt lại không nghĩ ngờ luôn. Nhiều khi cái ổ giao hai nhưng mà nó ngon hơn ổ giao đầu nó anh em. Đi xuống nè. Xuống rồi chụp qua cái leo qua cái kia luôn. Hai cây liên tục. Leo vậy nó mới phê đó. Nặng quá cái nhà. Ây da. Tính lên nói bậy bụng kiếm bậy chừng. Một lít thật là ngon lắm rồi. Ai ngờ. Ngon hơn tưởng tượng. Ui à. Ngon hơn tưởng tượng của cường luôn. Quá ngon lành. Ôi đã. Lên bắt tao mà biết đã luôn á Hiếu. Hả? Nè cầm mấy. Mấy đợt này mặt ngon hơn đợt rồi cô ơi. Rồi mặt nó chạy lần chút xíu, đợt này mặt bành bành luôn. Dạ. Để còn lên lần trước, còn leo cây trước luôn nha cả nhà. Ôi nó mệt. Vừa mới xuống leo liền nó đuối lắm ơi cả nhà. Nhưng mà mình bắt thì như đánh nhanh rút lẹ nha. Nó quýnh miếng mắt cường, trời ơi thấy mẹ rồi. Quýnh vô miếng mắt rồi cả nhà ơi. Nè cây nha. Cây này cũng chót giót luôn. Tặng mây xanh cho anh á. Rồi thôi. Để chuẩn bị đồ nghề cho ngon lành lại nghe cả nhà. Hơi lộng cộng quá.
Rồi cùng leo lên nha. Mời cả nhà cùng tiếp tục nha. Hai cây liên tục. Quýnh vô miếng mắt hồi hết thấy đường chứ đâu nha. Đó. Ây da, trời ơi trời, ông bận đâu quýnh rồi. Ông bận cả nhà ơi. Bù quýnh vô giọt luôn hết cái. Ông mày này nó phì cũng có lý lắm nè. Ông này không còn tính đâu đi mà anh không đi nghe cả nhà. Ủa hổm giá lại nhìn thấy gớm luôn á. Túa gà. Chưa hết nó túa gà. Trời ơi. Bữa nay đẻ con lại ngon lành luôn. Hôm nay đẻ con lại ngon lành luôn không á nha. Trời ơi dám vô luôn chịu nổi. Hôm tính đầu con này đi mà không đi nha. Vậy là ngon lắm rồi đó. Leo cây hai cây liên tục cũng mệt quá, nó chịu không nổi cả nhà ơi. Trời ơi cục mạch. Thứ gì của không? 1 lít rưỡi, 2 lít nữa rồi. Quá xa đã. Ổ đều hầm cường cũng giá ổ luôn nghe cả nhà. Giá ổ mà giờ nó làm gà đây nó gì nè. Quay cho cả nhà xem nè. Bữa hổm giá thấy gốm luôn á. Cây cao quá cả nhà ơi. Cao chót luôn phải không? Cao hơn đọt dừa nè, dừa lão mà cao hơn dừa lão cả nhà không biết rồi. Mặt cái chai kèo quá nè cả nhà. Bả ngang bự lắm nha. Đó cả nhà thấy không? Quýnh quá. Quá đã cả nhà ơi, bán ngang bự lắm nghe cả nhà. Mặt nước đầy ống luôn nè. Nhà nhìn kỹ vô mấy cái ống hay đầy bóng nhân. Ổ này chắc cắt để coi cắt 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 cho ôm thân nữa quá. Chắc cắt tới đây quá, cho ôm thân nữa nha. Rồi cắt xéo xuống cho nó ôm thân cả nhà ơi. Cái ổ này giá cũng hơi giờ thời buổi này giờ lúc này thời điểm này giá cũng hơi cực. Ông nó hơi hung cho nên cần làm lẻ xuống. Rồi. Cắt nó cả nhà ơi. 18 phút rồi. 20 phút rồi. Không ngờ mà cái vô ngon này lại chịu luôn.
Rồi, chừa cho nó một miếng đi cả nhà. Dĩ này có con hay cũng hơi bụng bộn rồi nè. Để lại cho nó vậy đi. Chắc có thể là nó nở được một mớ á. Có ông mà nó chịu làm mặt rồi, chừa cho nó cái cả sĩ cả nhà, kiếm ít đâu. Bên đây cái cường chắc còn cả lít mấy hai lít nữa này. Thứ gì chịu nổi không? Cả nhà thấy xuống ghê chưa cả nhà? Ngày bắt ong này cũng hên xui, nhưng mấy bữa nay còn đi không có gì chứ. Ổ bạnh bạnh không á, mà không có mật. Bữa nay được về là mừng lắm luôn á cả nhà. Đậu đồ nó sướng rồi nè. Bên này hơi khó cắt nữa nè. Mặt còn dính trên cái lùm cây dữ lắm nha. Bên đó dính lên được cây cả lít mấy hai lít nữa rồi cái nhà nhức sống luôn á. Có 3 kg mặt đó, không thua gì ổ kia. Mệt này cả nhà, còn còn chùa mặt cho nó là cái nhảy không nè, khúc mặt luôn á. Thôi trời ơi nhiều quá vậy. Thôi xin xin miếng đi kệ, ai nói mình tham mình cũng chịu luôn chứ biết sao giờ. Chứ nhiều quá rồi, lần leo lần cực nha cả nhà. Trời ơi nặng kịch luôn. Rồi. Xuống cái nhà đi. Quá trời bịt mặt này luôn rồi. Ngon lành thiệt chứ. Ở đâu mà nữa. Cái này hên nó làm mặt quá trời làm luôn. Cái đống ôm thân cũng dễ sửa cái này, sửa hơi xấu thiệt nhưng mà ổng ôm thân này dễ cho mình. Quýnh tay còn mấy dít. Ôi, nó mệt nhức sống luôn á, là thấy kiếm được ong đâu phải dễ ăn đâu cả nhà. Hên hên trúng cây thấp thì bữa đó về còn trả bài trả bọng này kia được, còn bữa nào xui xui trúng cây bự rồi cái ha, chỉ có nằm liệt thôi chứ vô phương.
Ổ này chắc cầm cả hơn một tháng nó mới bắt lại nữa. Ôi mệt thiếu ơi, leo hai cây liên tục cái nắng nữa hút. Anh bận gì quá trời đây luôn ta. Mệt nói chuyện hết được luôn. Ôi ơi mệt. Cái gì nè, đi ra 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 sau đi đi đi. Trời ơi mẹ ơi nó mệt, mệt run người luôn. Tới luôn, tới ra ra ngoài đây đi, ra ngoài đây rồi. Mặt kia đâu rồi? Trời ơi nó mệt cô ơi, nắng leo mệt. Hai ổ ong để nhiễu hiểu, bỏ bịch vô nè nè, bỏ vô thao. Hai ổ nha, hồi đợt rồi bắt mặt không có nhiêu cho đợt này quá tay luôn nha ơi, đợt này khủng long luôn nha. Cầm lên đây. Trời hai mặt coi kìa, đúng tay luôn nè, hết biết rồi cả nhà, đúng tay luôn nè. Bỏ vô đi, nó chảy quá. Để bây giờ còn dạ còn bọc. Tắt thở đi tí nói chuyện. Ở nhà nhìn mặt Cường nè. Cái mặt ngu còn hơn con ba bích nữa. Chắc chưa leo nắng con mặt, hút nước con hả? Ừ, chắc chưa mà. Chịu không nổi luôn, leo hai cây rung giò luôn. Thôi thì Cường cũng xin kết thúc video tại đây nha. Thì cũng xin hẹn cả nhà những video tiếp theo của Cường. Thì chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha cả nhà. Thì được bao nhiêu mặt cả nhà, chắc cũng khoảng 3 lít mấy á cả nhà. Hết luôn chắc khoảng 3 lít mấy, 4 lít thì chúng chưa biết tại mặt cũng hơi chai. Rồi Cường cũng xin chào cả nhà nha. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà luôn Hiếu ơi.